Chiếc kéo bằng thép sáng loáng lướt nhẹ qua tấm vải màu đỏ, cắt đôi miếng vải một cách dễ dàng. Tấm vải đỏ như máu được xẻ thành hai miếng. Một đôi tay nhặt một trong hai mảnh vải lên và đưa nó lên không trung. Chàng trai trầm trồ trước thành quả của mình, rồi thêu tấm vải lên một chiếc váy và ghim vào nó. Mặc dù căn phòng rất lớn và có nhiều bàn cùng với máy khâu và mannequin, nhưng chả có ai xung quanh cả. Anh ta đang làm việc một mình trong căn phòng lớn, và không thể phủ nhận rằng anh ta cũng là một chàng trai cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi bất kể gu của bạn là gì, bạn sẽ phải dừng lại và để ý đến những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt, vóc dáng thon gọn, cân đối và đôi bàn tay khéo léo của anh ta. Anh dùng tay vuốt lọn tóc vàng bị bẩn của mình khỏi đôi mắt xanh rực rỡ và lấy một chiếc kim ra khỏi miệng trước khi chỉnh lại tấm vải thêm 1mm nữa trước khi gắn nó vào đúng vị trí. Chàng trai bước lùi lại và chiêm ngưỡng thành quả của mình một cách tự hào. Đó, thật là hoàn hảo. Chắc chắn đây sẽ là tâm điểm của buổi trình diễn thời trang sắp tới. Lại là một kiệt tác, giống như nháy vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là công việc đã hoàn thành. Vẫn còn nhiều việc phải làm, và anh ta quay lại bàn làm việc của mình, khâu các mảnh vải lại với nhau để tạo ra những chi tiết trang trí cho chiếc áo choàng sang trọng. Chàng trai quá tập trung vào thiết kế mới của mình đến mức không nhận ra giám đốc điều hành của hãng thời trang đứng bên ngoài hành lang phòng làm việc. Người quản lý chỉ qua cửa kính ở cửa ra vào và nói với hai viên cảnh sát đi cùng ông ta rằng đây là chàng trai họ cần tìm. Đã xảy ra một số vụ án bi thảm và bí ẩn liên quan đến những người có liên quan đến công ty thời trang này, và cảnh sát cuối cùng đã tìm ra một nghi phạm. Chính xác thì không phải là cảnh sát, mà hai đặc vụ của tổ chức SCP đóng giả cảnh sát. Tổ chức đã nghi ngờ sau khi biết rằng có một số người bị mất tích, bị sát hại và bị suy nhược tinh thần. Tất cả đều liên quan đến những người có liên hệ với công ty này, và đặc biệt hơn, tất cả họ đều có kết nối với một người đàn ông. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng đây không phải là một vụ án bình thường. Có một cái gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra, một cái gì đó rất dị thường. Một trong những sĩ quan cảnh sát gật đầu với cộng sự của mình trước khi ra hiệu cho người quản lý rời đi. Tốt hơn hết là không nên có mặt thường dân trong lúc vụ bắt giữ diễn ra. Anh chàng đẹp trai vẫn không hề biết đến sự có mặt của những vị khách bên ngoài hành lang. Anh ta hoàn toàn chăm chú vào công việc của mình và thậm chí không thèm nhìn lên khi hai đặc vụ xông vào phòng. Cả hai đặc vụ đều rút súng, không cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Đứng yên, bỏ vũ khí xuống, một trong những đặc vụ hét lên, nhưng chàng trai không đáp lại và tiếp tục cắt vải bằng chiếc kéo của mình. Tôi nói là đứng yên, viên đặc vụ ra lệnh một lần nữa, và lần này chàng trai dường như đã nghe thấy họ và cuối cùng cũng dừng công việc của mình lại. Chàng trai từ từ ngước lên với đôi mắt sắc lạnh quan sát hai viên cảnh sát đã xâm nhập vào không gian làm việc sáng tạo của anh ấy. Bỏ vũ khí xuống, viên đặc vụ nói với chàng trai. Anh ta nhìn sang bàn tay vẫn đang cầm chiếc kéo lớn của mình và mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc kéo xuống bàn, cẩn thận không để chúng chạm vào tấm vải đắt tiền đang trải ra trước mặt. Giờ thì giơ tay lên. Lần này không có phản hồi nào, và chàng trai nắm chặt tay vào cạnh bàn, mỉm cười và nhìn chăm chăm vào mắt các đặc vụ. Người đầu tiên, rồi sau đó là người thứ hai. Giơ tay lên, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải nổ súng. Nụ cười từ từ biến mất khỏi khuôn mặt của anh chàng đẹp trai. Các vị có thể đợi tôi một chút không? Chàng trai nói, mặc dù giọng nói của anh ta không có chút dấu hiệu nào thể hiện đó là một yêu cầu. Hai đặc vụ dường như không biết phải làm gì. Họ đều tỏ ra bối rối và sửng sốt trước thái độ thờ ơ của anh ta. Anh chàng đẹp trai này quay lưng lại với các đặc vụ và nhanh chóng bước ra sau tấm màn thay đồ gần bàn làm việc của anh ta. Khi anh ấy đi ra đằng sau nó, anh không hề thay đổi dáng đi của mình. Anh đi qua phía sau tấm màn chỉ vài giây và bước ra từ phía bên kia. Ngay khi anh ta bước ra, đó không phải là chàng trai nữa. Người đàn ông xuất hiện sau tấm màn là một người hoàn toàn khác. Nếu lúc trước là một chàng trai mảnh khảnh, duyên dáng với bộ râu được cạo sạch sẽ và mặc một bộ vest đẹp, thì bây giờ là một người đàn ông to lớn và cơ bắp. Anh ta giống như một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp với bộ râu rậm và ăn mặc như thể là thành viên của một đội đặc nhiệm. Trước khi các đặc vụ kịp phản ứng với sự thay đổi hình dạng kỳ lạ này, người đàn ông to lớn đã tấn công họ. Anh ta tóm cổ một người và đâm chiếc kéo anh ta giơ được trên bàn vào cổ người kia. Hàng chục các đặc vụ chiến đấu của tổ chức SCP, những người này mặc trang phục đặc nhiệm và không cải trang thành cảnh sát, tràn vào phòng và nổ súng. Nhưng người đàn ông trông giống như một lính đặc nhiệm siêu kia, nhặt khẩu súng của hai đặc vụ lúc trước lên và bắt đầu bắn trả cùng lúc. Anh ta vừa trội hơn và đánh bại các đặc vụ. Anh ta vừa nấp vừa liên tục khai hỏa, hạ gục hết các đặc vụ này đến đặc vụ khác. Trong căn phòng tràn ngập tiếng la hét đến từ các đặc vụ SCP sắp chết, cũng như những thường dân mắc kẹt trong cuộc đụng độ dữ dội này. Trong đó có cả người quản lý đã lẻn ra ngoài cửa sổ để xem vụ bắt giữ anh chàng đẹp trai ấy. Cửa sổ phía sau của người đàn ông cơ bắp đó phát nổ và hai đặc vụ SCP lao qua, bất ngờ tóm lấy anh ta và đánh gục anh ta xuống đất.
phải cần rất nhiều đặc vụ lao vào để giữ người đàn ông xuống khi anh ta vật lộn và la hét như một con thú hoang. Thậm chí, một đặc vụ phải chấp nhận cho anh ta đánh vỡ hàm để có thể khuất phục anh ta và trói lại anh ta bằng những dây đai chắc. Khi tất cả kết thúc, 17 đặc vụ và 10 dân thường đã thiệt mạng. Nhưng dị thường cuối cùng đã được kiểm soát. Sau khi nó được đưa đến một cơ sở an toàn, nó được đặt tên cho một cái tên mới, SCP-056. Nhưng nhân viên của cơ sở sớm đặt cho nó một biệt danh mới, đơn giản là người đẹp. SCP-056 là một trong những cá thể lừa lọc nhất và là một trong những dị thường nguy hiểm nhất mà tổ chức SCP biết đến. Nó là một sinh vật có kích thước, giới tính và ngoại hình có thể thay đổi ngay lập tức tùy theo tình hình thực tế mà nó gặp phải. Hình dạng của nó thường hay sử dụng nhất ở cơ sở giam giữ là hình dáng của một chàng trai khoảng 20 tuổi. Anh ta có vẻ hơi mảnh khảnh một chút, nhưng anh ta lại cực kỳ đẹp trai. Ít nhất là theo tiêu chuẩn xã hội truyền thống, quần áo của anh ấy cũng có thể thay đổi để có phong cách giống với những người khác xung quanh, mặc dù chúng sẽ luôn có chất lượng cao hơn và có tính thẩm mỹ hơn bất kỳ của ai gần đó. Mặc dù có vẻ là hình dáng ưa thích của SCP-056, nhưng đấy không phải là hình dáng duy nhất của nó. Ngoài chàng trai đó ra, thông qua việc giám sát, cho thấy nó cũng có những hình dáng khác, bao gồm một phụ nữ có nét giống với những diễn viên Hollywood Scarlett Johansson. Nó sử dụng hình dáng này khi đi ngang qua một nhóm nữ nhân viên trẻ hơn. Nó cũng có hình dáng giống một nam vận động viên thể hình có khả năng đẩy tạ lên tới hơn 250kg, nhiều hơn 30kg so với nhân viên bảo vệ khỏe nhất của tổ chức. Nó còn có thể biến thành một nữ bác sĩ có chỉ số IQ cao hơn 30 điểm so với bất cứ nhà nghiên cứu nào tại cơ sở giam giữ. Cũng như các hình dạng khác không phải là của con người, nhưng là một con chó tha mồi lớn được trẻ chuốt kỹ lưỡng. Khi nó nhìn thấy con chó của một nhà nghiên cứu, và nó cũng có thể trở thành một chiếc ghế dài cực đẹp khi nó ở bên trong buồng giam của mình. Những sự biến hình này xảy ra bất cứ khi nào mọi người mất tập trung vào nó. Có điều gì đó dường như xảy ra mỗi khi SCP-056 tiếp xúc với những người mới. Và một khi họ mất tập trung, nó có thể thay đổi diện mạo gần như ngay lập tức. Các nỗ lực quay phim sự biến đổi cũng không có tác dụng, khi mà các thiết bị quay phim dường như cũng chịu tác động tương tự và không thể nhìn thấy chính xác điều gì xảy ra khi SCP-056 chuyển từ dạng này sang dạng khác. Quần áo của nó sẽ thay đổi cùng với hình dáng cơ thể của nó, mặc dù cho đến nay người ta vẫn chưa quan sát thấy sự hiện diện của vũ khí hoặc các công cụ khác. Những nỗ lực rất lớn đã được thực hiện để xác định hình dạng ban đầu của SCP-056. Dù vậy, cho đến nay, những thử nghiệm này đều thất bại khi được đặt trong một phòng giam bê tông trống và được giám sát video liên tục. Những chiếc camera này cũng gặp phải tình trạng mất nét giống như những thứ khác, và sau đó nó thu được một hình ảnh khá đáng ngạc nhiên. SCP-056 đã thay đổi hình dạng thành một chiếc máy quay camera tương tự như cái được sử dụng để ghi hình nó, mặc dù nó có vẻ là một chiếc máy quay cao cấp và đắt tiền hơn một chút. Các nỗ lực bổ sung đã sớm thực hiện để cố gắng khám phá hình dạng thực sự của nó. Lần này họ quyết định không sử dụng thiết bị quan sát trực tiếp. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu sử dụng thiết bị quét thụ động có thể phát hiện sự thay đổi của dạng sống. Khi họ để SCP-056 một mình và theo dõi nó bằng công cụ này, những gì họ tìm thấy là không gì cả. Nó không thể phát hiện được nhiệt độ cơ thể, nhịp tim hoặc thậm chí trọng lượng cơ thể của dị thường. Có vẻ như khi không được quan sát, SCP-056 đơn giản là không tồn tại. Những người có tiếp xúc cá nhân với SCP-056 thường báo cáo rằng thực thể dị thường khiến họ cảm thấy thua thiệt hoặc ghen tị, như thể họ không thể bằng được nó, nhưng đồng thời dường như sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của nó. Điều này cũng xảy ra với các nhân viên an ninh SCP. Những người sẽ bày tỏ mong muốn tuân theo mệnh lệnh của nó, trong khi các nhà nghiên cứu sẽ cố gắng tranh luận với nó. Điều đó thường dẫn đến việc họ rời khỏi phòng giam giữ với cảm giác như thể họ bị đánh lừa bởi sự thông minh của nó. Và khả năng giao tiếp chuyên nghiệp của SCP-056 dường như không bị giới hạn bởi các chủ đề phức tạp hoặc rào cản ngôn ngữ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó thông thạo ít nhất 200 phương ngữ khác nhau, và nó cũng có thể thể hiện trình độ kiến thức chuyên môn về các chủ đề khác nhau như thời trang, ô tô, lý thuyết khoa học, thể thao và vô số những thứ khác. Tất cả những điều đó thường sẽ được nó thể hiện với người mà nó đang trò chuyện. Và mặc dù khiến người đối diện chán nản về khả năng của chính mình trong cuộc trò chuyện, nhưng những người nói chuyện với nó hầu như sẽ bày tỏ mong muốn được nói chuyện với SCP một lần nữa. Như thể họ không thể cưỡng lại việc cảm thấy không tương xứng với nó. Sau đó, một số thử nghiệm đã được thử nghiệm để khám phá xem SCP-056 sẽ có dạng gì khi gặp các tình huống khác nhau, và kết quả khá là thú vị. Đầu tiên, một nam nhân viên cấp D được đưa cho một con dao và được yêu cầu cố gắng tấn công SCP-056. 056 nhanh chóng biến hình thành một người đàn ông khỏe mạnh và dễ dàng tước vũ khí của anh ta và rồi giết chết anh ta bằng chính con dao đó. Trong một thử nghiệm khác, một nhân viên nữ cấp D bước vào phòng giam với một chai rượu đắt tiền và không cầm theo vũ khí. Cô đã gặp SCP-056 dưới hình dạng một phụ nữ trẻ, xinh đẹp. Nó đã nhận rượu, nhưng khi uống thử, nó đã nhổ vào mặt cô và đuổi cô đi. Tiếp theo, các nhà nghiên cứu gửi cùng lúc hai nhân viên cấp D
một nam và một nữ mà không đưa ra một mệnh lệnh cụ thể nào cả, SCP-056 hiện lên là một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ công sở được thiết kế riêng. Người đã tiến hành kiểm tra hai nhân viên cấp D, chỉ ra từng khuyết điểm về thể chất của họ trước khi đổi họ ra ngoài. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã thử cử tận 10 nhân viên cấp D vào trong phòng giam. Tất cả đều là nam và thể hiện sở thích lãng mạn với phụ nữ. SCP-056 xuất hiện là một phụ nữ đặc biệt xinh đẹp trong một chiếc váy đỏ ngắn. 056 không tương tác với nhóm theo bất kỳ cách nào, nhưng sau 10 phút, cả nhóm bắt đầu tỏ ra khó chịu. Ngay sau đó, một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa các thành viên khi họ tấn công nhau một cách dữ dội, giống như là để SCP-056 chấp thuận. 056 đã được cho là xem trận hỗn chiến một cách thích thú trong vài phút trước khi kết thúc nó và đuổi tất cả ra ngoài. Sau đó, một nhân viên đã tình nguyện thí nghiệm với SCP-056, một nhân viên cấp 4 với vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, cô bước vào phòng giam của SCP-056, nơi dị thường đang trong hình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp, chuyên nghiệp tương tự, và cả hai tiến hành trò chuyện, thảo luận về các kỹ thuật quản lý nhân sự tiên tiến khác nhau. Cuộc thảo luận của họ có vẻ hòa nhã, nhưng sau 90 phút, cô nhân viên dường như trở nên tức giận với SCP-056 và nhanh chóng rời khỏi phòng. Mặc dù tổ chức không thực hiện các cuộc thí nghiệm giữa SCP-056 và các SCP khác, nhưng khi được hỏi về các dị thường khác, SCP-056 được cho là thể hiện sự dễ bị tổn thương, nó tỏ ra căm ghét chúng và thậm chí đôi khi là sợ hãi. SCP-056 tương đối lành tính trong thời gian ở trong khu quản thúc SCP. Nó dường như bằng lòng khi dành thời gian với các nhân viên của tổ chức. Nó được phép có một phòng giam do chính mình lựa chọn, cũng như lựa chọn đồ nội thất của riêng mình, thường là những món đồ trang trí đắt tiền thời thượng. Nhân viên an ninh được giao nhiệm vụ canh gác cho nó, được cho sử dụng thuốc an thần dạng mạnh, và bất kỳ nhân viên nào có biểu hiện bất thường về tâm thần sau khi tiếp xúc lâu với SCP đều phải được kiểm tra tâm lý ngay lập tức. Nó thường xuyên yêu cầu quyền truy cập vào Internet, và khi hỏi tại sao nó lại mong muốn điều đó, SCP-056 trả lời rằng tổ chức không thể cung cấp cho nó đủ những kẻ nịnh hót và rằng nó muốn cả thế giới biết mặt nó. Không cần phải nói, yêu cầu truy cập Internet đã bị từ chối và dị thường đã được phân loại là Euclid tiếp tục bị giam giữ an toàn khỏi công chúng và nằm trong cơ sở giam giữ của tổ chức. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, chẳng hạn như mỹ nhân nước SCP-054, một sinh vật xinh đẹp khác bị tổ chức SCP giam giữ, và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.